Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel ha. Mình là Khánh. Thì hôm nay mình có một cái đề tài rất là thú vị. Mình muốn chia sẻ cho mọi người những cái khách hàng nào mà đang có dự định muốn đầu tư một cái dàn âm thanh giải trí cho gia đình mà phân vân không biết là nên đầu tư một dàn như thế nào cho nó phù hợp với nhu cầu. Bởi vì thực tế ra một cái nhu cầu về âm thanh cơ bản của mọi người là gồm có 3 thứ là nghe nhạc nè, xem phim nè và karaoke. Đó, nhưng mà không biết đầu tư thế nào cho đúng thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái nội dung để mọi người có thể nắm được để mọi người cho đầu tư cho chính xác ha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mọi người cần khẳng định rằng á, có nghĩa là bất kỳ cái dàn âm thanh nào mọi người xài á, nó đều có thể nghe nhạc được, xem phim được và karaoke được. Tuy nhiên cái chữ được của mình á, mình sẽ đóng vào trong ngoặc kép, bởi vì dàn âm thanh nào mình cắm micro vô nó đều phát ra tiếng hết. Tuy nhiên nó có hay hay không á thì chắc chắn là không hay, bởi vì không có một dàn âm thanh nào nó có thể đáp ứng được đủ 3 tiêu chí đó mà nó chuẩn được mọi người ạ. Một dàn, ví dụ như mình ví dụ nhá, như ví dụ như một cái dàn nghe nhạc thì chắc chắn nó không thể xem phim hay được, và không xem phim không đủ hiệu ứng. Đó, hoặc là một cái dàn xem phim hay đi, nhưng chắc chắn nó sẽ nghe nhạc không thể nào bằng một cái dàn nghe nhạc được. Ngược lại, và ví dụ dàn karaoke cũng vậy thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà mọi người đầu tư cả 3 dàn đó tách biệt nhau, dàn xem phim riêng, rồi dàn nghe nhạc riêng, rồi dàn karaoke riêng á, thì thứ nhất là chi phí đầu tư rất cao, rất là nhiều đồ. Thứ hai, khi mình tất cả để từng đó đồ mình để trong một căn phòng á, thì nó rất là rườm rà và rất là rối. Thứ ba nữa là không gian cũng tốn chỗ rất là nhiều. Nếu như mọi người tách ra 3 phòng tốn rất là nhiều phòng. Thứ hai nữa, nếu mọi người xếp chung vô thì nó còn rối dữ nữa. Đó, nên là bây giờ giải pháp đưa ra là làm sao có một cái dàn nào nó trung hòa nhất giữa các nhu cầu của mình. Thì mình sẽ gợi ý cho mọi người một số cái cấu hình như sau để mọi người có thể tham khảo ha. Đầu tiên mọi người phải xác định xem là mọi người nghe nhạc nhiều hay xem phim nhiều hay là karaoke nhiều. Chẳng hạn như mọi người thích xem phim nhiều hơn đó, thì mọi người sẽ đầu tư chuyên về xem phim hơn. Tuy nhiên khi mọi người đầu tư dàn xem phim rồi thì mọi người phải xác định là luôn là nó sẽ nghe nhạc ở mức độ vừa phải thôi, không hay lắm, không hay lắm nhưng vẫn nghe được nha. Bởi vì cái loa xem phim với cái loa dàn nhạc nó hơi giống nhau một xíu đó. Ngược lại với cái dàn nghe nhạc thì mọi người mà đầu tư cái dàn nghe nhạc để mọi người xem phim thì nó vẫn xem phim rất là tốt, tuy nhiên nó sẽ thiếu hiệu ứng, tức là dàn xem phim nó cần phải thêm loa nữa. Còn dàn nghe nhạc thường nó chỉ có 2 loa phía trước thôi. Đó, nó sẽ không có hiệu ứng gì, nó chỉ cùng lắm là nó chỉ ra được 2.1 bình thường thôi. Còn ngoài ra nếu mà mọi người đầu tư dàn karaoke để mọi người xem phim nghe nhạc thì nghe nhạc và xem phim đều ở mức độ tầm trung hết, nhưng mà được cái là karaoke nó khá là hay. Đó, thì đó là 3 cái cách mà mình đầu tư cho bộ dàn. Vậy nên thì mọi người nên chọn dàn nào cho hợp lý. Cái này thì tùy theo nhu cầu mọi người thôi. Nếu mọi người nghe nhạc nhiều, xem phim nhiều thì mọi người có thể đầu tư dàn nghe nhạc xem phim rồi tận dụng nó xíu cho karaoke. Theo mình nhá, nếu mọi người chưa có dàn xem phim, chưa có dàn nghe nhạc luôn mà mọi người muốn đầu tư từ đầu á, thì mọi người nên đầu tư một cái dàn karaoke thật là chất lượng để mọi người nghe nhạc và mọi người xem phim. Lý do tại sao mình sẽ giải thích luôn. Một cái dàn nghe nhạc mà mọi người đầu tư xong, mọi người nâng cấp nó lên karaoke thì nó sẽ có những cái sai nào? Thứ nhất, lắp vang số vô một cái dàn nghe nhạc xem phim là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai là khi mình hát vô cái loa nghe nhạc xem phim cũng là cái sai thứ hai. Bởi vì sao? Thứ nhất, vang số khi đưa vô dàn nghe nhạc nó sẽ làm méo tiếng. Chắc chắn méo tiếng tất cả các dàn vang số trên thị trường, kể cả những dòng như JBL K80 là cái tỷ lệ méo tiếng nó ít nhất rồi đó, nhưng mà nó vẫn có méo, nên khi mình ghép vang số vô cái dàn nghe nhạc chắc chắn âm thanh ra sẽ bị méo tiếng, không hay. Cái sai thứ hai là như mình nói là micro khi hát trên cái dàn nghe nhạc thì nó cực kỳ ảnh hưởng đến củ loa nha mọi người, cực kỳ ảnh hưởng đến củ loa. Có những cái loa, chẳng hạn những loa high-end, loa hi-fi high-end tiền tỷ đi, có cho Thiên Vũ thêm tiền, Thiên Vũ không dám lắp vang số micro vô để hát những cái dàn đó, bởi vì là những cái củ loa chép của nó cực kỳ nhạy, cái màng loa cực kỳ mỏng, chỉ cần mình alo một cái khôi vô nhiều khi là nó hư luôn cái củ loa đó. Nên là khi mà làm một dàn nghe nhạc mà karaoke chỉ phù hợp khi nào khách hàng có dàn rồi, có nghĩa là có cái dàn đó rồi, lỡ mua rồi để nghe nhạc xem phim rồi,
mà muốn tận dụng một xíu để karaoke thì mới gắn vang số ở micro vô hay ha. Chứ còn nếu mọi người chưa có sản phẩm thì mọi người không nên đầu tư từ đầu nguyên một cái dàn nghe nhạc để karaoke. Cái đó nó sẽ là một cái sai rất lớn cho mọi người khi đầu tư. Nếu mà ngược lại, mọi người đầu tư một cái dàn karaoke để mọi người xem phim, nghe nhạc thì như thế nào? Thứ nhất, hát thì bình thường, không ảnh hưởng đến loa. Thứ hai, nghe nhạc. Với dàn karaoke, mọi người đầu tư càng nhiều. Ví dụ như mọi người đầu tư những dàn Bose, loa cột đi ha, hoặc là những loa Decimax DM8S nè, hoặc là những dòng cao cấp hơn nữa như là Seabird, như là Nexo, bên Thiên Vũ có lắp á, thì những dàn đó nghe nhạc cực kỳ chất lượng. Nghe nhạc thực tế là nó không thua gì một dàn hi-fi mấy đâu. Đương nhiên hi-en nó sẽ không đạt đến tầm đẳng cấp hi-en, nhưng mà hi-fi thì mình khẳng định với mọi người là nó không thua một cái dàn hi-fi mấy. Đó, nên là khi mọi người đầu tư với dàn hi-fi, đầu tư càng nhiều tiền càng không hát được. Nhưng mà đối với dàn karaoke, mình đầu tư càng nhiều chi phí, đầu tư càng nhiều cái thiết bị nó chất lượng thì âm thanh đi ra nó sẽ tiệm cận được cái phần nghe nhạc. Đó là cái lý do mình gợi ý mọi người là nên lắp dàn karaoke để nghe nhạc xem phim. Ngoài ra bên mình có những giải pháp mà vừa karaoke được mà vừa xem phim được nhé. Chẳng qua là chỉ cần lắp thêm hai cái loa phía sau, nếu mà muốn làm 5.1, thêm sau nữa nếu là 7.1, và kết nối vào một cái main, sau đó thông qua cái receiver, chỉ cần mua cái receiver của đèn ông thôi, mình cắm tín hiệu vô là tất cả các loa nó đều phát được luôn. Nó không khác gì hệ thống xem phim hết. Thậm chí những cái loa đó công suất nó còn lớn hơn những cái loa xem phim truyền thống. Mà thực tế cái setup đó mới chính là cái setup kiểu mà hàng pro á, như kiểu những cái phòng mà xem phim mà mọi người hay đi xem rạp á, thì người ta cũng xài những cái loa rất là bự, rất là lớn, và người ta xài main cục đẩy á, chuyên dành cho phim á, rất là to, chẳng khác gì cục đẩy karaoke hết, to đùng thế này luôn. Nhưng mà nó có sẽ có DSP bên trong, nó chỉnh cắt cót này kia, nó không xài vang số đâu, nó sẽ cắt cót này kia trong cái main luôn, và nó sẽ nguyên một cái tủ máy trồng cao như thế này nè, nó không khác gì dàn karaoke hết á. Và bên mình đã có nghiên cứu ra cái giải pháp này rồi, có nghĩa là vừa karaoke được mà vừa xem phim được, cực kỳ chất lượng. Mọi người có thể đến showroom Thiên Vũ, mọi người trải nghiệm cái giải pháp mới này của tụi mình nha. Thì loa rất là nhỏ gọn, rất là đẹp luôn, mà hát cực kỳ hay à. Và đã có lắp đặt rồi, mình bật mí là đã có lắp đặt rồi, nhưng mà mình mới chỉ lắp đặt karaoke thôi. Tuy nhiên là sau khi thử nghiệm thì mình cảm nhận được là nó xem phim được luôn. Đó, đáp ứng được tiêu chuẩn xem phim cực kỳ tốt, không thua gì những cái dàn xem phim chuyên nghiệp. Đó, thì mọi người có thể đến Thiên Vũ mọi người trải nghiệm ha. Rồi, kết luận lại ha, thì nếu mọi người muốn đầu tư một cái bộ dàn dành cho giải trí như là nghe nhạc này, xem phim này, karaoke này, chung một bộ dàn luôn, thì với lời khuyên của mình thì mọi người nên đầu tư một cái dàn karaoke chất lượng cao một xíu để mọi người có thể tận dụng luôn, mọi người nghe nhạc, mọi người xem phim ở mức độ tương đối. Đó, thì nó sẽ vừa tối ưu hơn cho cái dàn của mình, thứ hai nữa là nó an toàn hơn cho cái dàn của mình, đỡ phải sửa chữa hỏng hóc sửa chữa sau này. Thì nếu mọi người có đồng ý với ý kiến của mình á, thì mọi người cho mình một like nha. Còn nếu mà mọi người có ý kiến gì khác, thì mọi người muốn đóng góp thêm á, thì mọi người comment ở dưới cho mình biết, để mình có thể trao đổi và chia sẻ hơn với mọi người về cái đề tài này. Mình là Khánh, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.